Chào các bạn nhé. Nay mình có nhận sửa một cái lò vi sóng với cái thương hiệu là của Panasonic kìa. Và cái model của nó đây nhé các bạn nhé. Nó bị một cái van này, mình ghim điện, mình cắm điện, mình bật điện cho mọi người kiểm tra này. Nó không có tiếng kêu tít gì cả và nó chỉ hiển thị 8888 này thôi. Các bạn nhé. Cách đây khoảng một tuần mình cũng sửa một cái ban lò vi sóng của loại y như này luôn, của cái model khác cũng có hãng Panasonic, chắc nó dùng chung luôn. Thì riêng cái lò này ấy, khi cắm điện hoặc chúng ta mở cửa thì đèn vẫn sáng các bạn này, đóng cửa này, nó tắt. Thì chúng ta một số ấy, chúng ta mở cửa đóng cửa ấy, nó sẽ về mo 000 hoặc như Samsung ấy, cắm khoảng 3 giây nó bắt đầu nó về không cơ. Nhưng riêng cái dòng của Pala này ấy, chúng ta cắm này ấy, như cái lò trước mình sửa thôi chứ không phải cái lò này nhé, cũng của hãng Pala này. Thì mình phải ấn một phím nào đấy thì bắt đầu nó mới về trạng thái bình thường, kiểu như reset được nhé. Còn ở như là đang bị treo không phím nào bấm được luôn. Bây giờ mình sẽ tháo bung cái bo này ra để mình xem nó bị lỗi gì để mình sửa nhé các bạn nhé. Tóm lại nó cứ hiển thị treo như thế thôi. Lò nhìn rất mới luôn, nhìn cực kỳ mới luôn, nhưng mà mình nghĩ là hãng Pala là mới sao ấy, bởi vì là mình thấy rất là đẻo luôn, không xịn thứ nào cả. Và hình như cái bo điện tử của nó là của hãng Media hay sao ấy. Đúng rồi, tí mình tháo ra mình cho các bạn kiểm tra đấy, bo điện tử của hãng Media các bạn này. Bây giờ mình tạm thời mình dừng video để mình để cố định máy quay, mình sẽ tháo cái bo ra để mình xử lý nhá, xem nó hỏng gì. Mình đã tháo nó ra này, đấy hãng Panasonic mà sử dụng main của hãng Media các bạn nhé, của Trung Quốc nhé. Thì model nó đây, nó ghi rất rõ đây là các bạn này, Panasonic này, model này, Medicina các bạn nhé. Thì mình trước đó cách đây khoảng hơn một tuần ấy, mình đã sửa một cái lò vi sóng của hãng Pala này ấy. Thì nó bị đứt hỏng hết mấy con chăn to linh kiện dán các bạn ạ, nó giò hết, mình không hiểu tại sao nó giò như thế. Thì cái đấy khi mình sửa xong ấy, thì khi cắm điện ấy, thì nó cũng hiển thị 88 như thế, và mình phải bấm bất kỳ một phím nào trên này thì bắt đầu nó sẽ hiển thị về 00 hoặc là chọn chế độ lấu các bạn ạ. Nhưng mà con này thì mình đang nghi là nó không nhận phím hoặc là đang lỗi phần nào đấy, nhưng mà con này thì cực kỳ mới luôn, thì mình nghĩ là phím sẽ không bị lỗi đâu. Thường những cái phím bị hỏng ấy là tháo ra nó phải dán, nó làm tổ cất đầy đây thì nó mới lỗi phần phím cơ, và không thể nào mà lại hỏng hết tất cả các phím được. Mình test thử các phím không phím nào nhận cả, thì mình đang nghi nó lỗi một phần nào đó. Bây giờ mình cũng nói qua cho mọi người luôn này, thì cái bo này ấy, đây là cái bo điều khiển của nó nhé, nó sẽ qua cái kết nối này đi đi lên bo phím thôi. Thì trên cái bo này nó sẽ có một cái cáp này, là nó sẽ có trong cái ba dây này này, nó sẽ có một hai điện AC220 vào đây để tạo cái để cấp cho cái nguồn nuôi cái biến áp xung này. Nó sử dụng một con bộ nguồn nuôi dùng IC nguồn là con NNK364PL các bạn nhé. Nó sẽ hạ áp từ AC220 vào thành điện áp DC khoảng 12V để cấp cho phần điều khiển. Thì cái nguồn 12V đấy ấy, nó sẽ cấp cho con hút cho hai con dơ le này. Một con dơ le là xác nhận khi chúng ta bật ấy, khi chúng ta bật chạy ấy, là đèn nó sáng và quạt nó chạy ấy. Và khi nó dừng xong ấy, hoặc mở cửa ra ấy, là quạt nó sẽ dừng và đèn nó sáng đấy các bạn nhé. Còn một con dơ le nó tác dụng như thế vậy. Và con dơ le công suất lớn hơn ấy, con dơ le này này, nó hai cái chân này này, nó sẽ cấp nguồn ra cho cái biến áp để biến áp vi sóng, để tạo ra vi sóng. Và nó có một cái công tắc này nữa xác nhận là khi đóng cửa thì bắt đầu vào chế độ vi sóng, mà con vi xử lý nó mới nhận được là cái công tắc này, ở cái tiếp điểm này này, nó đóng thì nó mới cho phép chạy nha. Còn đâu nếu mà cửa mở ấy, thì tức là cái hai cái chân này nó hở, to có một cái công tắc ở trên cánh cửa ấy, thì là nó sẽ không cho chạy các bạn nhé, nó là công tắc an toàn thôi. Còn cái này mình thấy không sử dụng. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để mình sửa nó, sau đó mình sẽ chia sẻ cho video nó ngắn lại nhé, xem nó lỗi gì đã. Sau khi mình tháo cái bo của nó ra thì cái bo này nó khá là mới các bạn ạ, bởi vì khách bảo khách mới mua và cũng không sử dụng nhiều, khách bảo vẫn còn bảo hành cơ, nhưng mà do Tết nhất thì là khách bảo đem đi sửa. Thì mình nhìn qua ấy, thì là cái bo này nó khác với cái bo trước mình sửa, là nó sử dụng con IC vi xử lý là chân cắm cơ, nhưng con này sử dụng chân dán và linh kiện nó rất là ít. Nhưng con trước mình sửa lại là những con chăn to dán này này, nó bị giò hết, nó giò dẫn tới nó bị lỗi. Nhưng con này thì nó có lỗi đúng một con chăn này thôi, quá ít, và mình kiểm tra trên bo không vấn đề gì cả. Thế là mình mới nghi ngờ nó liên quan đến cái phím bấm các bạn ạ. Mình còn phím bấm, mình đã phải cạy cái phím bấm này ra này, mình đã cạy hết cái phím bấm ra, và mình đo lội trở của mình sẽ dò cái chân phím bấm từ đây này, chân này này, nó đi lên đến chân này, con này chẳng hạn, mình dò tất cả các chân, nó bao gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8,
mình đo thông mạch giữa 8 cái dãy chân này đi lên các phím bấm là nó đều ok hết, đều không vấn đề gì cả. Và sau đó mình phát hiện ra được cái bệnh quá là củ chuối luôn. Nên mình sẽ dán lại cái mặt này đã, sau đó mình sẽ thử, sau đó mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái lỗi của nó nhé. Tóm lại là cái con này nó vẫn còn bảo hành rất là mới, nên do đó mà phím không việc gì các bạn nhé. Chẳng qua là mình nhớ hơn tuần trước mình sửa một cái lò vi sóng cũ của Pala, nó cũng khi cắm lên thì nó cũng hiển thị 88 đấy, được mình muốn chạy được ấy, mình phải ấn bất kỳ một phím nào đấy thì bắt đầu nó mới về 00 các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lắp cái mặt kia vào, sau đó mình sẽ test thử cho mọi người xem nhé. Mình đã dán lại cái mặt của nó này, thì khi tháo ra chúng ta phải sấy. Mình đã nói có một cái video mình nói về nó rồi, về sửa cái phím này rồi. Các bạn muốn khi gặp cái bị lỗi phím này thì các bạn có thể tham khảo cái mục video thầy đề xuất nhé. Còn cái này thì nó không phải bị lỗi phím, nên mình đã dán nó rồi. Và mình cũng nói luôn cho mọi người nguyên nhân của nó chính là ra cái này đây các bạn. Do cái rắc này lỗi. Cái rắc này do chắc là cái lò vi sóng này về Việt Nam hoặc thế nào đấy, trong quá trình bảo quản hoặc thế nào đó nó không tốt, dẫn tới là trong cái rắc này trong cái rắc này nó có, để mình cạy nó ra này, nó sẽ có những cái nhíp đồng các bạn nhé. Nó có sẽ có những cái nhíp đồng này này, để nó sẽ tiếp vào những cái lớp bột than của cái chân này này. Để tóm lại là khi chúng ta ấn phím ấy, thì là các ma trận phím đấy nó đưa về, nó sẽ tiếp vào nhíp đồng này, và những cái nhíp đồng, những cái dãy này này nó sẽ đi vào cho vi xử lý. Thì do nguyên nhân ấy, do những cái nhíp đồng này nó tạo một cái vết han rỉ dẫn tới là nó không tiếp xúc các bạn nhé. Tóm lại là khi mình lắp vào như này ấy, là nó sẽ xảy ra trường hợp là nó không tiếp, và nó không tiếp tất cả luôn, hoặc là một số phím nào đấy dẫn tới là lúc mình test ấy, là không ấn phím nào luôn các bạn ạ. Thế là mình phải xử lý bằng cách là mình lấy cái giấy giáp này, mình mài sạch cái đi, sau đó mình xịt sạch cái đi, sau đó mình lắp thử thì thấy ok. Tí nữa mình sẽ lắp hoàn thiện này, mình sẽ cắt bớt cái này đi nữa này, cắt bớt một tí này đi nữa để mình ấn cho nó tiếp xúc vị trí khác. Tóm lại là do chúng ta ấn phím ở đây này, do cái rắc này nó bị lâu, bị hoen ố dẫn tới là nó không tiếp xúc vào cái lớp bột than này, do đó mà khi chúng ta ấn ấy, thì phím ok rồi, nhưng mà nó không đưa vào để cho vi xử lý, nên vi xử lý không nhận lệnh là đã phím đã bấm, nên nó cứ hiển thị 88 ấy thôi. Và thực tế là mình ấy, là mình đã phải bóc cái này ra để mình đo thử nội trở thì ok. Sau đó là mình thử kích chân giữa cái phím này với phím này chẳng hạn, mình sẽ dò được, mình sẽ biết tác dụng của từng phím. Mà mình kích thử coi như mình đánh chập vào đây ấy, thì không khác gì là giả lập là phím bấm cả. Thì mình thấy vi xử lý nó nhận và nó chuyển thẳng trạng thái được, nên mình nghi ngờ cái này thì mình đã bóc ra mình xử lý. Thì sau khi mình đã mài sạch như mình vừa nói thì nó đã tiếp xúc và nó đã nhận được nhé. Nhưng tí nữa mình sẽ phải xử lý kỹ lại. Đây mình sẽ thử lại cho các bạn này, nó đã chạy bình thường này. Mình lắp lại rồi mình sẽ thử cho mọi người nhé. Tí nữa mình sẽ phải xử lý cho nó kỹ hơn một chút nữa cho nó bền, và khả năng là mình sẽ còn phải xử lý nó bằng cách bảo quản tốt hơn để cho nó đỡ bị lỗi các bạn ạ. Mình tạm thời mình đặt như thế nhá. Chúng ta vẫn nhìn được cái phím của nó này, cái mặt của nó này. Mình ghim điện này, nó vẫn như cũ nhé các bạn nhé. Và khi chúng ta xử lý sử dụng nó, chúng ta ấn vi sóng ra này, đấy nó sẽ có tác dụng nhé các bạn nhé. Nên mình đã lắp hẳn hoàn thiện nó vào cho mọi người nhìn cho rõ này. Ban này là ban để lâu năm quá thì là nó ha hoen gì cái lớp tiếp xúc, dẫn tới là không nhận phím. Chứ thực ra phím không hỏng, mạch cũng không hỏng luôn. Đấy ok nhá, bây giờ mình sẽ cho mọi người kiểm tra cho mọi người xem nhá. Mình ghim điện thì nó cũng như cũ thôi này, nó như cũ. Sau đó mà khi chúng ta xử lý ấy, chúng ta ví dụ như mình đây bấm vi sóng này, các bạn để ý nhá, ấn chọn vi sóng này thì đây là nó đang có cái vạch là ở chế độ cao này, ấn nữa thì là chế độ trung bình này, còn ấn nữa là trung bình thấp, đây là trung bình này, rồi ấn nữa này giã đông này, hoặc là thấp này các bạn nhé. Đấy tóm lại là chúng ta đã chọn được phím chế độ các ấy nhá, rồi 10 phút này, chọn thời gian này, 1 phút này, 10 giây ok này, và chúng ta ấn khởi động là sẽ được nhé. Nhưng ấn khởi động không được đâu, bởi vì là nó còn liên quan đến cái rắc này nữa này. Mình sẽ đánh chập cái rắc đấy, sau đó mình kích thử cho mọi người kiểm tra xem nhé, nó sẽ chạy bình thường nhé. Mình giả lập là cửa đóng bằng cách là mình đánh chập cái này này để cho cửa nó đóng này. Cái phím lúc ấy mình bảo ấy, mình lật ngược lại đó. Bởi vì là hiện tại như này là vi xử lý nó đang nhận là cửa mở nên nó không cho chạy. Đấy mình đánh chập
nó đã. Sau đó mình ấn start này là nó sẽ được này. Các bạn thấy không? Là nó sẽ chạy này, nó đang đếm nồi thời gian rồi này. Và cái dơ le nó đã đóng, nó đã cấp nguồn cho cái biến áp để tạo vi sóng các bạn nhé. Tất nhiên là mình ví dụ giả lập mở cửa này nó sẽ dừng nhé. Đấy, mở cửa nó sẽ dừng luôn, nó không cho chạy, nó an toàn mà. Như vậy là, và mình ấn stop này, nó cũng ok này các bạn nhé. Ấn stop này, đấy. Tức là tất cả các phím nó đều ok hết rồi. Do nó bị ấy thôi. Nó bị cái tiếp xúc này không tốt này. Và đặc biệt là cái lò vi sóng này vẫn còn bảo hành các bạn ạ. Khách bảo thế, khách mới mua. Có thể là họ mua hàng tồn hoặc họ hàng bảo quản không tốt, xuất xứ thế nào đấy, dẫn tới là. Nhưng cái này rất là mới, mình thấy sản xuất cũng lâu rồi đây này. Mình thấy là cái main nó ghi là sản xuất năm 2018 các bạn ạ. Đây này, mùng 4 tháng 5 năm 2018 này. Các bạn nhé. Thế mà trong quá trình mà nó đã bị han rỉ cái collect này này, dẫn tới là phím mất tác dụng các bạn ạ. Chứ chẳng hỏng gì luôn. Hy vọng qua video mọi người sẽ tìm thêm, hiểu thêm được một cái ban bệnh trong các lò vi sóng nhé các bạn nhé, liên quan đến phím bột than nhé. Nếu mà chúng ta mà không có phương hướng xử lý thì chúng ta cứ đi cày mạch này, rồi này cày cả cái này thì mệt lắm. Chúng ta có mà thêm một kinh nghiệm nữa nhá. Video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Các bạn xem các video thấy hay và hữu ích, hãy nhớ like và đăng ký cái kênh của mình để kênh của mình ngày càng phát triển nhá. Cảm ơn các bạn và chào các bạn nhá.